Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Dạ, Sài Gòn hôm nay, chà, hôm nay em bị tiếng nó hơi bị khang khang rồi anh chị. Ba ngày Tết, ba ngày Tết về nhà, ba ngày Tết đúng cũng rất là đuối anh chị, thức nhiều hơn là ngủ, rồi mấy đồ ăn toàn những cái đồ như là củ kiệu, măng rồi chả, đồ nóng khá là nhiều, cho nên là cái cổ của em nó bị khang khang. Em đang đứng ở khu vực nhà thờ ngã 6 đây anh chị, và thật là vui hôm nay quay trở lại với Sài Gòn và được lang thang những cái con đường rồi ghi lại những cái cảnh vật ở đây gửi đến cô bác anh chị. Nhà thờ ngã 6 người ta cũng trang trí một số cái cờ. Ở đây thì có mấy chú ngồi chơi chơi buổi sáng như thế này anh chị. Và bây giờ là sáng ngày 4 tháng 1 tháng 2 năm 2022 và cũng là mùng 4 Tết. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày mới bình an, sức khỏe cũng như một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và bây giờ thì em sẽ đi dạo một vòng chợ lớn phố Hồng Kông để cập nhật cái tình hình mùng 4 Tết như thế nào. Bây giờ em sẽ chạy một vòng xung quanh nhà thờ ngã 6 thưa anh chị. Bây giờ thì Sài Gòn mình cũng còn ăn Tết nha, mới có mùng 4 thôi mà. 3 ngày Tết, 7 ngày xuân. Ở đây rất là nhiều bóng mát. Và con đường bên phải của em đây thì là con đường Hồng Bàng đó anh chị. Ở đây rất là nhiều bóng mát đó, và người đi đường thường hay ghé vào đây để ngồi nghỉ chân. Ở đây cũng trang trí này, chúc mừng năm mới anh chị, thấy không? Nhà xứ Gine, ngã 6 chợ lớn đó. Ở đây là Đại Đức Mẹ này, Đức Bà phù hộ. Cũng có rất là nhiều chú đứng chơi ha, ngắm cảnh ha. Ở đây anh chị thấy là cũng trang trí rất là đẹp luôn, vạn sự như ý. Bên trong thì có mấy cây mai, cây bonsai đẹp không anh chị này. Có nhiều hoa quá anh chị, hoa mai đẹp quá trời luôn. Khu vực này để người ta ngồi cầu nguyện đó anh chị. Rồi em mời anh chị đi quay ra nha, và em sẽ chạy về khu vực chợ lớn từ đây. Đây ở ngoài này là con đường Ngô Gia Tự đó anh chị, Minh Mạng. Và ở ngay cái vị trí này thì có trường ngày hôm nay là Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An. Lúc trước là trường Bưởi nằm ở đây, theo như một vài cô bác anh chị có nhắn cho em góp ý ngay chỗ này, trường Bưởi. Và em khàn khàn tiếng một tí rồi cũng test Covid anh chị. Nhưng mà may là không có bị dính. Tới cái mùa dịch này nhiều khi cạm cạm 3 ngày Tết cũng lo không biết mình có bị dương tính hay không. Trường Chu Văn An đây thưa anh chị ha. Đó, và những cái ghế người ta bày ở đây để uống nước. Rồi em mời anh chị đi ra đường Hồng Bàng và chúng ta chạy thẳng lên phố Hồng Kông. Trong công viên cũng trang trí rất là đẹp nè anh chị, có cổng chào rồi. Con đường phía trước đây là con đường Ngô Quyền. Ngày xưa thì cái nhánh bên tay phải đi ra đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản có tên là
Triệu Đà, nhánh bên trái đi ra khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt ngày hôm nay, năm xưa đó là bến Hàm Tử, thưa anh chị. Tết Sài Gòn cũng không vắng anh chị ha, dọc dọc đây không vắng, không biết lên trên những cái con đường khu vực chợ lớn, trung tâm chợ lớn thì như thế nào, như là Hải Thượng Lãng Ông rồi Đồng Khánh. Đồng Khánh Tổng Thương Đạo ngày hôm nay đó anh chị. Ở ngay phía trước đây thì có con đường Lý Thường Kiệt, năm xưa là Nguyễn Văn Thoại thưa anh chị. Và chắc là em cũng sẽ quẹo trái đường Lý Thường Kiệt ha, đâm qua cái chợ gọi là chợ Xã Tây và đi về đường Trần Hưng Đạo, năm xưa là Đồng Khánh. Và cũng mời cô bác anh chị xem lại những cái hình ảnh trên cái con đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại. Ở đây thì bên phải em có trường Hùng Vương. Đây là con đường Nguyễn Kim anh chị ha. Nguyễn Kim chạy vào phải ra đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Wow. Ở đây Hùng Vương Plaza nó người ta trang trí Tết đẹp quá anh chị, có hai con lân ngay trước cổng ha. Đây em lấy camera em quay qua để anh chị xem cho nó rõ. Trời ngoài trời bây giờ cũng khá là nắng ha. Khu vực ở Hùng Vương Plaza trang trí đẹp quá trời. Lân Tết thì múa lân, và đặc biệt về cái khu vực chợ lớn thì nhiều lắm. Ở đây là con đường Lý Thường Kiệt rồi đó anh chị, chắc là em phải quẹo ngược lại ha. Rồi, em sẽ xi nhan bên trái để em chạy qua bên mé con đường Nguyễn Trãi thưa anh chị. Ở đây mà quẹo trái là qua đường Nguyễn Trãi này, và phía trước là Bảo Sanh Viện Hùng Vương năm xưa đó, bây giờ nó là cũng bệnh viện Hùng Vương luôn. Đây, con đường này là con đường Phù Động Thiên Vương anh chị, nhánh Phù Động Thiên Vương. Trời nắng khá là gắt á, nhiệt độ này cũng tầm khoảng 30. Rồi em mời anh chị băng qua đường. Ở đây thì sát bên bệnh viện Đại học Y Dược, cũng là trường y khoa năm xưa. Đó. Bên phải em có đường Ký Hòa. Ký Hòa này cũng rất là vui anh chị, nhìn rất là nhộn nhịp luôn. Bây giờ em sẽ băng ngang đường Nguyễn Trãi anh chị. Đây, đường Nguyễn Trãi quẹo trái xuống cái phố thời trang của quận 5. Em sẽ chạy thẳng vào chợ Xã Tây. Ở đây không có đèn xanh đèn đỏ. Đây, chợ Xã Tây.
hội chợ xã Tây mùng 4 Tết anh chị, bán cũng vui lắm, không có đông nhưng mà vui. Bán lai rai về nghỉ á, bán gọi là không có cần đặt nặng vấn đề là nhiều khách hay ít khách. lai rai về nghỉ. Đó, chợ xã Tây đi anh chị. Em đi ra tới con đường đỏ Trần Hưng Đạo anh chị nha, ở bánh bột lan. Ta bày dù được giữa đường bán cũng vui với anh chị. Chợ của Sài Gòn mình này. Rồi bây giờ em mời anh chị đi con đường Trần Hưng Đạo. Đây là Đồng Khánh năm xưa. Bán bánh cúng kiến rồi đó. Đi dạo một vòng khu vực phố Hồng Kông. Đây rồi, con đường Trần Hưng Đạo. Đi thẳng lên. Bắt đầu là những cái đầu lân đó, ông địa rồi vào vụ anh chị ơi. Vào mùa rồi đó. Bắt đầu sẽ có các cái hội múa lân, người ta đi người ta mừng, các cái cửa hàng lớn đó. Bên phải của em ở đây cũng có một cái khách sạn của người Hoa, đông dữ không anh chị, đông ghê không. Rồi, con đường này là con đường Triệu Quang Phục. Bên trái anh chị sẽ đi ra đường Hải Thượng Lãng Ông ha. Là Khổng Tử năm xưa đó anh chị. Bên khu vực này thì Tết người ta làm, người ta tổ chức cũng vui lắm. Với lại người ta cũng đốt pháo này, đi từng nhà thăm hỏi mặc đồ đẹp ha. Vẫn còn rất là nhiều cái truyền thống Tết ở khu vực người Hoa này. Có người Hoa này. Ở đây là con đường Lương Nữ Học thôi anh chị. Thì hôm nay em muốn mời anh chị về chợ lớn xem cái không khí Tết ở đây nó như thế nào thưa anh chị. Ở đây là con đường Châu Văn Liêm, năm xưa là Tổng đốc Phương. Bên tay trái anh chị sẽ đi về Bùng Binh, Phan Đình Phùng. Ngay chỗ cái bưu điện chợ lớn, bên phải thì anh chị đi về Hồng Bàng. Mấy cái khách sạn của người Hoa, mấy cái quán ăn đó, nhà hàng của người Hoa này lúc nào cũng đông nhộn nhịp từ mùng 1 cho tới các mùng khác, quanh năm luôn, xe rất là đông anh chị. Ở đây em đang chạy hướng về chợ vải Soái Kình Lâm, thương xá Đồng Khánh nên chị. Một vài những cái con đường trọng điểm của khu vực chợ lớn như thế này gửi đến anh chị trong ngày mùng 4 Tết. Khu đèn này nó có 5 ngọn đó. Và bên mé tay phải là con đường Phùng Hưng, anh chị chạy về chợ Thủ Đô, đi ra Hồng Bàng. Bên trái thì anh chị ra Hải Thượng Lãng Ông thưa anh chị. Đây thương xá Đồng Khánh. Bình thường nhộn nhịp của anh chị ha, vào mấy cái ngày này thì vắng vẻ. Ai cũng hy vọng có một cái năm mới nó suôn sẻ, nhiều điều tốt đẹp, nhiều điều may mắn.
Đây là con đường Đỗ Ngọc Thạnh thưa anh chị, Đỗ Ngọc Thạnh. Bên tay trái anh chị đi về ngay phía trước chợ Kim Biên, bên phải anh chị chạy về Thuận Kiều Plaza, về chợ Tân Thành. Khu vực chợ lớn này thì cũng rộng, nếu mà đi mình đi cho đầy đủ luôn thì nó cũng lâu lắm anh chị, cứ chạy một vài những cái con đường thân quen rồi đến anh chị. Đây là đền thờ tổ nghề thợ bạc. Vẫn chúc Tết, vẫn lì xì, vui lắm anh chị. Rồi, là phía trước anh chị, đây là nhà thờ Francisco Xavier, nhà thờ Cha Tam. Em chạy trên con đường Học Lạc, cái phố thuốc bá của chợ lớn đây. Người ta vừa mở bán vừa ăn Tết nữa, cũng vui. Đây là con đường Trang Tử anh chị. Cái phố này thì bán các cái loại bao ha, bao bố, rồi các cái loại dây buộc nhiều lắm, đầy đủ luôn. Và em chạy về Lê Quang Sung, trên con đường Lê Quang Sung này. Đường Lê Quang Sung này là đường Trương Tấn Bửu năm xưa, và bên phải em ở đây là bến xe chợ lớn, bến xe bus chợ lớn. Đóng cửa hết rồi, im lìm, nhưng mà nó không có giống cái cảm xúc như trong những cái ngày phong tỏa anh chị, đóng cửa mà rầu á, còn là những cái ngày này thì đóng cửa mà vui. Giờ vẫn còn bán bánh quá trời kìa. Đây con đường Chu Văn An. Và em mời anh chị đi lên phía trước, chúng ta quẹo về chợ Trần Chánh Chiếu một chút xíu anh chị. Cập nhật một vài cái hình ảnh của chợ Trần Chánh Chiếu. Trong cái ngày cuối cùng của năm em có quay chỗ đó đông. Quá trời đông. Đây bên trái là về chợ Bình Tây, đường Nguyễn Hữu Thuận. Em quẹo nhẹ ở đây một cái anh chị. Đó. Nép nép vào đây, mời anh chị nhìn một vài cái hình ảnh của chợ Trần Chánh Chiếu. Bán trái cây. Tết rồi nên nó vắng thôi, chứ bình thường cái chợ này lúc nào nó cũng đông. Cây. Đồ, mùng 4 Tết chợ Trần Chánh Chiếu bán trái cây cũng nhiều anh chị. Hầu như là người ta bán lại hết rồi nè. Bán hết rồi đó.
rau, chỗ này bán rau, hẹ, hành. Rồi em và anh chị quẹo ra lại con đường Lê Quang Sung, đi về chợ Bình Tây và một vài cái con đường ở bên khu vực chợ Kim Biên. Đâu em trai? Trời khá là nắng thưa anh chị. Người ta vẫn đi chơi, đi thăm hỏi nhau, rất là vui anh chị. Ở khu vực người Hoa này thì còn một ngày nữa, đó là ngày Tết Nguyên Tiêu, ngày rằm tháng Giêng đó. Năm nay chắc lại tổ chức sẽ lớn lắm, vì năm ngoái là không có tổ chức rồi anh chị. Năm ngoái chị đi rước một chút xíu thôi, từ ngay chỗ Đại Thế Giới đó, nhà trung tâm văn hóa quận 5, chạy có chút xíu vòng vòng rồi đi về. Năm nay chắc là sẽ lớn. Ở đây là cái nơi bán cầu cau, cầu cau. Tới mùa đám cưới rồi, ra duyên anh cưới em rồi anh chị. Em mời anh chị quẹo bên mé tay trái nha, con đường Nguyễn Hữu Thuận, chạy về chợ Bình Tây, phía trước chợ Bình Tây. Đó, một vài cái hình ảnh khu vực phố xá của chợ lớn trong ngày mùng 4 Tết. Bắt đầu mùng 5, mùng 6, mùng 7 gì là bắt đầu người ta chắc là người ta mở bán lại cũng nhiều rồi anh chị. Chợ Bình Tây. Đây là con đường Tháp 10 anh chị ha. Chợ Bình Tây thì đóng cửa rồi. Tết mà sạch sẽ gọn gàng, có mấy người đang bán bánh tráng đây thôi. Hát karaoke. Rồi đồ nướng, đồ thịt, đồ bóc bốc khói đã quá. Chú này ở đây là hay hát lắm nè anh chị nè. Trước Tết em cũng thấy hát, bây giờ thấy chú cũng hát. Cứ bận cái quần đùi rồi lấy cái loa kẹo kéo ra hát. Con đường này là con đường như là Trần Bình anh chị, Trần Bình, bên hông chợ Bình Tây. Rồi ngày Tết mùng 4 người ta cũng mở bán nhiều ha, mấy cái sạp mà bên trái của em á, mấy cái nhà bên trái của em này. Xe cũng xuống hàng, lên hàng liên tục. Cảm ơn anh. Oh, snack Oishi. Ở phía sau này là con đường Nguyễn Văn Thành, bến Nguyễn Văn Thành năm xưa, bây giờ là Phan Văn Khỏe đó anh chị. Coi ngày Tết ở đây người ta như thế nào.
hoa, trước nhà có hoa, rồi cũng bán luôn. Ai mua rồi bán kiểu vậy anh chị. Nhà mình mà, nhà mình ai mua rồi bán. Ồ, đây bán đồ. Cúng kiến những cái ngày sau Tết anh chị ha. Nhiều lắm á. Khu vực người Hoa là rất là nhiều cái văn hóa. Cái văn hóa về cúng kiến đồ nó nhiều lắm anh chị. Ồ, hát karaoke rồi nhạc nhẹo rất là vui luôn. Khu người Hoa. Khu người Hoa Chợ Lớn ở Sài Gòn. Em mời anh chị quẹo ở bên mé tay phải, đi con đường Lê Tấn Kế, chúng ta ra phía trước Tháp 10 rồi đi xuống. Năm ngoái thì em ở lại đâu đi cũng đi một xíu mùng 1 á. Năm nay thì em về quê đâu 3 ngày anh chị, mùng 1, mùng 2, mùng 3, chiều hôm qua em mới vừa vào. À, tính ra sáng hôm nay là em tính đi Bến Tre, miền Tây. Nhưng mà ba mẹ có công chuyện rồi, chắc cuối tuần mới đi. Cho nên là tranh thủ gửi anh chị một vài cái hình ảnh ở Chợ Lớn. À, bây giờ thì người ta bán lại chứ mùng 1 chắc có lẽ là vắng lắm, đóng cửa hết. Rồi em chạy trên con đường Tháp 10 này xuống chợ Kim Biên thưa anh chị. Mấy cô bán bánh tráng này là bán xuyên Tết á. Karaoke ngày Tết vui, đón em người ta hát tới sáng luôn. Đồ chơi em bé quá trời luôn chị. Khu vực này ở phía trước này là con đường Chu Văn An thưa anh chị. Bắt đầu hàng cúng kiến bán, bắt đầu bán rất là chạy ha. Năm nay là một cái năm sẽ tổ chức Tết Nguyên Tiêu lớn, cho nên bây giờ anh chị thấy là người ta bắt đầu buôn bán đồ vàng mã cúng kiến rồi đó. Đây là đường Chu Văn An anh chị ha. Khu đường Chu Văn An này người ta bán đồ cũng nhiều, mới mùng 4 mà người ta bán quá trời luôn anh chị thấy không. Wow, đồ chơi. Xe to to không? Nhìn mấy chiếc xe thấy mê quá anh chị. Mê mua cho thằng bé đó. Ở nhà nó xe cũng nhiều quá trời. Cứ đi thấy hay là lại mua. Ồ, đây là khu đồ chơi. Quá trời luôn. Rồi em quay lại thưa anh chị, đi ra lại con đường bắt đầu xuống Hải Thượng Lãn Ông rồi xuống chợ Kim Biên. Rồi ta bán đồ cúng kiến ha, đồ hàng vàng mã đó anh chị. Nhiều khu về khu Chợ Lớn này thì ta bán nhiều lắm. Và khu có một khu nữa đó là chợ Thiết. Đây thì bán sỉ. Hôm nay là mùng 4 rồi thì em thấy nó cũng không có vắng vẻ như
mùng 1, mùng 2 nữa đâu. Bắt đầu cũng vui rồi, nhộn nhịp. Bún thịt nướng anh chị. Dạ, dạ. Làm hú hồn luôn. Đầu Lân. Đây là con đường Ngô Nhân Tịnh. Em đang chạy xuống chợ Kim Biên. Sau một năm rất là nhiều cái biến cố, một năm dịch bệnh, bây giờ một cái Tết người ta cũng đảm bảo mới nhà cho nó qua, và qua năm sau thì có lẽ là chắc là không còn cái cảnh phong tỏa nhiều giống như lúc trước nữa anh chị. Đây là con đường Gò Công. Bây giờ em và anh chị đi xuống phía trước chợ Kim Biên nha. Chợ Kim Biên đó. Và hồi giờ còn bắn pháo nè. Đây chợ Kim Biên thưa anh chị. Người ta cũng bắt đầu nói chung chợ Kim Biên thì đóng cửa hôm giờ. Phía trước thì chắc người ta bán xuyên Tết luôn. Chợ Kim Biên, đường Kim Biên luôn anh chị, hết đường Kim Biên ra khu vực cầu Ba Cẳng đó. Chợ Kim Biên ngày Tết đóng cửa im lìm. Rồi em mời anh chị chạy xuống bên hông này nè, em đi bên hông của chợ Kim Biên này, đây bắn pháo, người ta vẫn bắn pháo. Chạy về con phố Trịnh Hoài Đức. Và một chút cái hình ảnh của chợ Kim Biên trong những cái ngày đầu năm mới. Ở ngay cái vị trí cái góc này là cầu Ba Cẳng ngày xưa thưa anh chị. Và em sẽ mời anh chị vào trái vào Trịnh Hoài Đức. Ở đây hình như là có con đường Vạn Tượng ha. Vạn Tượng. Bên phải em là Phan Văn Huệ đó, bến Nguyễn Văn Thành ngày xưa. Vào cái phố này thì nó sẽ vắng. Ở đây cái phố này vắng lắm. Người ta bắn pháo đồ vương vãi khắp dưới đường anh chị. Em mời anh chị nhìn một vài cái hình ảnh vắng vẻ. Ngày xưa những cái ngày Tết thì thích cái cảnh vắng vẻ này, nhưng mà do năm ngoái suốt mấy tháng trời phong tỏa dịch bệnh rồi nó cũng vắng quá trời luôn. Bây giờ ai nhìn thấy cái cảnh vắng nhiều khi cũng sợ. Hoa trước nhà có hoa, quá trời hoa luôn anh chị nè. Ồ, bên khu người hoa mà phải có hoa chứ. Rồi em quẹo trái anh chị ha, con đường này là con đường Phùng Hưng. Tết các bạn còn đi chơi chụp hình. Và ở phía dưới đường này thì những cái tờ giấy kiến của pháo nó bay quá trời luôn.
đi thẳng thì anh chị qua bên Thương Xá Đồng Khánh, rồi qua chợ Thủ Đô, chợ Phùng Hưng. Rồi em mời anh chị quẹo phải xuống cái con phố sắc màu của chợ lớn Hải Thượng Lãng Ông. Cái phố mà mỗi dịp Tết đến, xuân về, Noel, Trung Thu nó sẽ rất là đẹp. Bây giờ người ta còn bán pháo thôi, chủ yếu pháo rất nhiều. Nhà cửa thì vẫn đóng như bình thường thưa anh chị. Đây là con đường Phạm Bân. Rồi em mời anh chị bọc bùng binh quẹo ngược về. Em muốn mời anh chị đi một đoạn trên con đường Phùng Hưng qua tới chợ Thủ Đô nữa. Bên phải anh chị qua cầu Chà Bà để đi qua quận 8, trên khu vực chợ Sóng Cụi anh chị ha. Đây con đường Châu Văn Liêm, Tổng đốc Phương ngày xưa, hướng đi về Hồng Bàng. Còn đây em sẽ quẹo bên mé tay phải. Quẹo phải. Không khí chợ lớn mùng 4 Tết. Và ở đây em sẽ mời anh chị quẹo phải qua con đường Phùng Hưng, hướng đi về chợ Phùng Hưng. Đây anh chị, đây là một cái ngôi chùa cổ của người Hoa bên trái của em đó. Cái con phố này bình thường thì người ta hay sửa chìa khóa, làm chìa khóa và bán văn phòng phẩm anh chị. Còn lại thì cũng bán những cái đồ trang trí Tết, Noel, vui lắm này. Sách, vở, lịch, đồ này kia người ta cũng còn bán nè. Đây khu vực đèn năm ngọn anh chị. Và em mời anh chị đi qua chợ Phùng Hưng. Chợ này là một trong những cái khu chợ ở người Hoa, người ta bán quá trời là đồ luôn. Ví dụ anh chị thấy không, bánh nè, bánh đường, bánh bông lan. Đó. Bánh bông lan để cúng. Chợ Phùng Hưng thì bây giờ người ta cũng đã họp chợ rồi, nhưng mà chắc là không nhiều anh chị ha. Em mời anh chị quẹo phải cái con đường Nguyễn Trãi này anh chị. Và các cái ngôi miếu, chùa Bà đợi gì ở chợ lớn bây giờ bắt đầu sẽ nhộn nhịp những cái ngày đầu năm. Đi cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, cầu may. Rất là nhiều cái ngôi chùa ở đây mà năm ngoái người ta đã không có đi được rồi. Năm nay sẽ rất là nhộn nhịp ở khu vực chợ lớn. Và như vậy thôi, trong ngày mùng 4 em cũng muốn gửi đến cô bác anh chị một cái clip tổng hợp toàn cảnh khu vực chợ lớn ra sao. Và em cũng xin được tạm dừng cái clip ở đây. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau. Và cuối cùng thì em cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui, yêu thương, hạnh phúc, vạn sự như ý. Và em sẽ tạm dừng cái clip ở đây thưa anh chị. Cái phố bán vé số. Rồi bye bye.